Ladies and gentlemen, our company Digichan New Year Party will start in a few minutes. We'd like to invite all delegates, guests, and all the company employees. Please settle down so that we shall all begin. Sincerely, thank you. Vâng, xin nhiệt liệt hân hoan chào đón toàn thể các quý vị khách quý đã có mặt trong buổi New Year Party 2024 của công ty Digichan. Xin kính thưa các cụ ông, các bà, các cô dì, chú bác gần xa, cùng các bạn trẻ nam thanh nữ tú thân mến. Vâng, đến đây mời ngồi lại đây, khi nào dễ mọc thành cây mới về, người đi lòng có bộn bề, thà rằng người ở chẳng thể đi đâu, lên trên sân khấu diễn sâu, cùng nhau ca múa thì còn lâu mới hết bài. Vâng, và để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, xin mời song ca Minh Lâm và Thư Đỗ có bài hát gửi tới toàn thể các anh chị em. Vâng, xin mời. Mời nhau ly rượu, rượu này rượu tính rượu tình, uống vào cho ấm môi mình môi ta. Dù người đi lại gần xa, về quê đón Tết cùng gia đình mình. Vâng, xin kính thưa quý vị, giờ vàng đã điểm, ở thời khắc giao niên, tay nâng chén liền đón mừng xuân mới 2024 của Digichan Trang Phong một cách thật là tôi không thể tưởng tượng được.